Today I'm gonna making the dark chocolate avocado truffle for Thanksgiving. Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ làm bơ rô cola đen cho lễ tạ ơn. Avocado. Đây là bơ và dark chocolate. Thì Miley sử dụng cái loại mà chocolate nó không có bỏ đường, chocolate loại nguyên chất. Đó, khoảng chừng 3 miếng chocolate. Thì khi mà mở ra thì nó như vậy. Đó, loại đường mà rất là nguyên chất, được làm từ sugar cane and cocoa powder, bột cocoa để làm chocolate, muối, salted, vanilla extract. Okay, đầu tiên đó là Miley sẽ lấy một chai bơ bỏ vào cái máy xay. Ok, bây giờ Miley sẽ cho khoảng là 2 muỗng maple syrup. Ok, kế tiếp là mình đông khoảng là 1/4 của cái muỗng vanilla. Đó, nhỏ xíu vậy. Ok, kế tiếp là Miley sẽ cho 1/8 muỗng muối, khoảng một chút xíu như đây thôi. Ok, đây là cái bột cocoa powder. Thì cái bột này để mình làm chocolate đó, thì Miley khoảng cho khoảng là 1 muỗng nè, và 1 muỗng cà phê bột cocoa powder và 1/2 muỗng cà phê bột cocoa powder. Ok, hồi nãy Miley quên nói một cái ingredient nữa, đây là dừa khô đó. Bây giờ thì Miley sẽ cho khoảng là 1 muỗng cà phê dừa khô vào chung. Thôi mà cho 2 muỗng đi, để mình xay ra mình làm chocolate cho nó ngon. Đó, rồi. Đó, bây giờ tất cả để bỏ vào trong máy rồi, bây giờ Miley sẽ xay lên. Bây giờ thì Miley bẻ mấy cái chocolate này ra, xong rồi Miley sẽ bỏ vào một cái nồi, rồi Miley sẽ bắt lên bếp để cho nó tan chảy ra. Ok, với cái loại chocolate này á, thì các bạn sử dụng khoảng là 2 cây chocolate mà loại mà không có đường nha. Đó, thì Miley bỏ vào một cái nồi, đó là 2 cây chocolate như thế này, bỏ vào một cái nồi. Ok, bây giờ Miley sẽ chờ cho cái nồi nó nóng lên, nó tan chảy mấy cái chocolate này ra. Cái loại mà chocolate đó nó được làm từ cái quả cacao, rất là dinh dưỡng cho các bạn. Khi mà Miley học ở trong lớp nutrition đó, của giáo dạy đó, là cái loại chocolate mà Miley đang hướng dẫn các bạn làm đó, nó có tác dụng làm cho các bạn bổ não và có cái chất insulin ở trong cơ thể con người của mình. Insulin có nghĩa là chất miễn dịch, và có thể làm cho các bạn có một làn da đẹp nữa. Đó là 3 cái lợi ích của cái loại chocolate mà Miley đang làm. Và Miley không có sử dụng đường nhiều, vì là đường thì nó không có tốt cho sức khỏe. Nhưng mà cái loại đường mà Miley sử dụng á, là cái loại đường mà được làm, được lấy từ cái cây mà sugar cane, rất là tốt cho sức khỏe của mình. Ok, hiện tại thì cái chocolate của Miley nó đang tan chảy ra. Trong thời gian nó tan chảy như thế này thì Miley sẽ bỏ cái bơ mà hồi nãy mình xay ở trong máy á, vô chung. Thì đây là một cái loại chocolate rất là bổ dưỡng cho các bạn, bởi vì nó có cái bơ, thành phần của trái bơ thì có nó có vitamin E, nó tốt cho làn da. Đó, thì khi mà mix với loại chocolate này á, nó sẽ làm cho cái mùi vị của chocolate nó ngon hơn. Bây giờ thì Miley sẽ cho khoảng là 3 muỗng maple syrup nữa. Tại vì cái chocolate đó nó không có đường, cho nên là mình phải bỏ một chút đường, mà loại đường sugar cane. Đó.
Đó, bây giờ các bạn thấy là nó từ từ nó săn, nó đặc lại đó. Đó, thì truffle là cái loại chocolate mà mình mix với lại trái cây giống như là trái bơ vậy đó. Thì đó là cái khi mà Miley ở trong cái lớp học dinh dưỡng á, cô giáo dạy về cái món này á, Miley cảm thấy hồi xưa thì Miley không có thích ăn chocolate nhiều tại vì sợ mập á, nhưng mà bây giờ khi mà mình tự làm chocolate á thì Miley rất là thích ăn, với lại biết là chocolate á nó có thể bổ cho cái não của mình nè, bổ cho trí não của mình, rồi nó còn tốt cho da mặt, rồi nó còn có cái chất insulin là chất miễn dịch cho cơ thể của mình. Sau khi mà học cái lớp làm chocolate này á, Miley cảm thấy rất là thích khi mà mình tự làm chocolate ở nhà. Cái chocolate của Miley làm là một cái loại dinh dưỡng không có nhiều đường giống như là ở ngoài người ta bán, ở ngoài tiệm người ta bán. Tại vì ở Mỹ á, làm chocolate rất là ngọt, tại vì người ta bỏ rất là nhiều đường, mà cái đường đó là cái đường cát trắng. Đường cát trắng thì thường thường nó có chất tẩy rất là nhiều, cho nên ăn không tốt cho sức khỏe. Còn cái loại đường mà Miley sử dụng đó là đường nâu mà người ta làm thành maple, có cả cái chất dầu của corn syrup ở trong đó nữa, cho nên nó rất là tốt cho sức khỏe của mình. Cho nên Miley chỉ ngày mai Miley sẽ đi nhà thờ, cho nên hôm nay Miley làm cái món chocolate này để dâng lên cho mục sư, giống như là mình cảm tạ những gì mà Chúa Trời đã chúc phước trên đời sống của mình vậy đó. Đó, bây giờ thì Miley sẽ bỏ nó vào tủ lạnh và chờ cho nó đông lại, sau đó thì mình sẽ lấy ra và vo tròn thành viên. Ok, Miley bỏ vào trong nha. Rồi xong rồi Miley sẽ lấy ra, bây giờ Miley sẽ vo thành viên. Đó, Miley vo thành viên tròn như thế này. Rồi khi mà vo thành viên tròn á thì các bạn sẽ nhúng nó vào cái bột coco. Đó, nhúng nó vào cái bột coco. Để nó lên trên cái giấy mà giấy không dính đó, như vậy. Ok, các bạn có thể nhúng nó vào cái bột coco, hoặc là các bạn thích ăn dừa, shredded coconut thì các bạn sẽ nhúng nó vô trong dừa đó cho nó dính dính lại vậy nè. Đó, Miley thì thích ăn chocolate với lại dừa lắm, cho nên là Miley sẽ nhúng nó vô trong dừa để cho nó dính dính lại vừa vô trong cái chocolate đó. Thì cái chocolate của Miley á, ăn á nó hơi đắng đắng mà nó không có thật sự là ngọt liệm giống như là chocolate bán ở ngoài tiệm đó. Còn bạn nào mà thích ngọt hơn á, các bạn có thể cho thêm đường maple syrup hoặc là có thể là cho đường màu nâu á vào để cho nó ngọt hơn một chút cũng được. Còn lại chocolate của Miley làm á thì nó hơi đắng đắng, Miley lại thích ăn chocolate nó đắng đắng. Cái chocolate này á, tháng 11 này á, 26 tây tháng 11 á, sẽ là lễ Thanksgiving ở bên Mỹ, cho nên á, tháng 11 này là dịp lễ, cho nên là Miley á, gợi ý cho các bạn khi mà các bạn muốn tặng quà cho một bất cứ ai trong dịp lễ Thanksgiving á, thì các bạn có thể làm cái món chocolate này ngọt hơn Miley một chút xíu cũng không sao. Xong rồi các bạn gói bỏ vào trong một cái hộp, xong các bạn làm thành quà biếu, đó là một cái món quà rất là có ý nghĩa. Đó, thành quả của Miley đã xong. Dark chocolate avocado. Đó, nhìn ngon không? Ok, thành quả của Miley đã xong. Bây giờ thì Miley sẽ bỏ vào tủ lạnh và chờ cho nó đông cứng lại khoảng 15 phút. Honey, Yo. what are you doing? I'm reading this paper for work. You want some chocolate? Sure. That'll help me. I'm getting kind of sleepy. Here you go. Come on. So you know what is it? That is truffles. Dark chocolate, avocado, truffle. Smells Try good. it. Let's see. Ooh, smells yum 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 yum.
crazy. Good. Give me some comment. First try and you did good. Yum yum. Bon appetit. Đây là lần đầu tiên Mandy làm chocolate luôn á các bạn. Còn ở lớp á là cô giáo làm cho Mandy coi. Not too sweet like at the store they selling. Healthier. Anh thích chocolate của Miley làm. Ok, bây giờ Miley phải tắt cái camera để thưởng thức món chocolate của mình với anh xã của mình. Miley chúc các bạn sẽ thành công với lại cái món chocolate mà Miley mới vừa cho các bạn cái recipe của mình. Hy vọng là mọi người sẽ thích cái món chocolate của Miley. Ok, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Ok, bye bye.